Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 43 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 30, thư từ Hạ Hải Tô Sáng hiện chưa có thuyết phục được Lâm Quang Đóng. Y định cho Lâm Quang Đóng thêm một chút thời gian suy nghĩ. Trên báo cáo chỉ viết phương án mang tính khả thi, còn cách vận hành mấu chốt thì tu sáng không có tiết lộ. Đây gọi là không nên có lòng hại người, cũng phải có lòng đề phòng. Dĩ như người không có an phận như lý cẩm, dùng tốt có lợi lớn, nhưng mà nếu không khống chế được sẽ thành vấn đề. Thời gian dành cho Lâm Quang Đóng không nhiều, tu sáng cho hắn cơ hội. Hắn không có tin tưởng, nắm bắt lấy thì tu sáng đành phải tự ra tay. Cho dù như thế sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng một khi mỹ tưởng nảy mầm trong lòng mà không có thực thi luôn cảm thấy không thoải mái xem chừng tương lai của y sắp điển hình trốn học ở trường rồi hôm đó đi học tu sáng phát hiện trong ngăn bàn của mình có một đống giấy đàn nhíu mày cho rằng có kẻ nào đó tới gây sự thì nhận ra đó là thư thư của một học sinh nhị thập nhất trung đều được để ở chỗ ra vào của khu phòng học thường phải tự mình đi nhận ít khi có người lấy hộ, không đoán cũng biết là do tiêu dân dân lấy hộ rồi. Tổng cộng có 6 lá thư, thời gian tới khác nhau. Tô Sáng lấy thư của Tiết Dương Dịch ra trước. Tô Sáng, khá lắm, nghe nói Đường Vũ cũng chuyển tới nhị thập nhất trung rồi. Tin này làm cho cả lớp chấn động. Tao nghĩ đại khái mày cũng hình dung được tình hình ra sao. Thằng khỉ, chuyện hay như vậy mà không cho tao biết để cho tao đi học về, ngồi trên xe buýt thì mới được nghe tin đồn. Nói mày và đường vũ đã gặp nhau rồi, còn ôm nhau giữa trường nữa. Mọi người đều mừng cho mày đó. Cũng có không ít người thất vọng. Nhưng tôn lỗi lớp số 3 vẫn là thầm yêu đường vũ. Hay là cái thằng đội trưởng đội bóng đá của tao vậy? À, còn có nhạc tử gian nữa. Cái thằng này đúng là suy tình không ngờ. Lần trước đội bóng rổ của trường thi đấu với ngoại hải bị trẹo chân vẫn cắn răng thi đấu. Còn nói cho dù không có người cổ vũ vẫn thi đấu tiếp. Mày không biết có bao nhiêu nữ sinh khóc đâu. Khóc làm cho tao đau lòng đó. Tất nhiên tao gà lằng cho các em mượn dai rồi. Mọi người biết hết rồi đó. Mày mới có tới nhị thập nhất trung có một tuần thôi. Đã bị biêu danh trên đài truyền hình trường. Lại nhắm vào nữ sinh nào rồi có phải không? Sư bố mày. Mày đừng có điêu qua ghẹo nguyệt nữa Có được không hả Để lại một chút tài nguyên quý giá cho anh em chứ Coi chừng đó Không biết có thám tử nào nằm dùng Báo tin mày hả Như là tiêu dân dân Ở lớp mày chẳng hạn Nhất cử nhất động của mày Đều không có qua mắt được mọi người đâu Tao và Lưu Duệ đều nhớ mày Còn phải báo cho mày một tin buồn đó Nghe tin mày về đường vũ gặp nhau Công chúa Trần Linh Sang của chúng ta tính khí ngày càng khó chịu đó suốt ngày mặt nặng mà nhẹ linh sang mà biết tao nói chuyện với mày chắc là chết tao luôn đó mày tự xem lấy mà làm nha hẹn ngày cùng nhau uống bia trên sân thượng đọc xong thư của tiết dương dịch tô sáng chẳng có một chút vui vẻ nào vì nhận được thư của bạn bè ở xa trái lại lòng còn nặng trịch thấy thư của lý lộ mai mở ngay ra đọc quả nhiên chửi mắng y thậm tệ mắng y là vô tình, phụ bạc, còn tệ hơn cả Trần Thế Mỹ. Sau này không được chết tử tế. Tô Sáng chỉ biết cười khổ thôi. Cuối thư còn nói là Trần Linh Sang xóa toàn bộ phương thức liên hệ gì. Đồng thời không có cho bạn trong lớp báo cáo tình hình của mình với y. Buổi tối trước khi mà tới Dung Thành đó, Tô Sáng và Trần Linh Sang nói chuyện rất nhiều. Duy nhất không có hẹn liên lạc với nhau. Tô Sáng biết rõ mình tới Dung Thành làm gì, y không có thể hứa hẹn bất cứ điều gì với Trần Linh Sang. Trần Linh Sang làm thế là cố ý. Cô biết bạn bè sẽ cho Tô Sáng biết mình xóa hết phương thức liên lạc gì, giúp cho Tô Sáng làm cái chuyện y không có đủ mạnh mẽ để mà làm. Tối hôm đó đưa Trần Linh Sang về, Hạ Tiêu Vũ vẫn ngồi ngoài cửa đợi, vì chỉ có hắn đưa Trần Linh Sang về muộn mới không có bị cha mẹ cô tra hỏi một chàng trai chu đáo, tâm lý như vậy, Tô Sáng biết là mình không bằng. Chuyện này không thể có kết cục khác được, Tô Sáng gấp thư lại, đồng thời cất kỹ hình ảnh của Trần Linh Sang vào một góc trang trọng trong tim. Y sẽ không bao giờ quên cô công chúa ấy, dù là 10 hay là 20 năm, 30 năm. Lá thư của Đỗ Đình thì rủa xả thậm tệ đường vũ vì cái tội im lặng bỏ đi không có liên lạc gì được bảo tô sáng đưa cái thư này cho đường vũ đọc còn mấy lá thư sau tô sáng không còn tâm trạng để mà đọc rồi tiêu dần dần đi tới phá vỡ sự thương cảm của tô sáng thật nhiều thư nha thường ngày cũng không có biết đi lấy mấy bạn trong lớp bảo với mình đấy đây là một tín hiệu tốt chứng tỏ mình đã dần hòa nhập vào lớp rồi quay sang cảm ơn mọi người trong lớp dần nhận ra tô sáng tuy ít nói nhưng mà không khó gần, cũng không phải là một loại ngên ngang như biểu hiện trong cái lần bị đưa lên truyền hình. Lớp số 3 vốn không có thành viên nổi bật toàn trường, nhưng mà từ khi Tù sáng xuất hiện, lớp 3 được chú ý nhiều hơn. Mấy học sinh ưu tú trong lớp đều lộ diện toàn trường, học sinh lớp khác lượng lờ ở cửa lớp số 3 nhiều hơn. Có thể nói học sinh lớp số 3 được hưởng lợi nhiều hơn chính bản thân tù sáng. Trong khi đó Tô Sáng vẫn bình đạm như cũ, không hề vì trở thành người nổi tiếng mà dân giáo, tất nhiên được trong lớp đón nhận hơn. Ngày hôm đó có một học sinh cực kỳ xinh đẹp tới khu phòng học của bọn họ. Nhìn kỹ thì phát hiện ra chính là Tôn Mạng, trang điểm để chuẩn bị thu tiết mục. Tôn Mạng trời sinh đã quyến rũ rồi, lại rất là biết ăn mặc trang điểm càng thêm xinh đẹp. Hết tiếc, tôn mạng tới khu trường học của bọn họ tìm học trưởng bàn chuyện câu lạc bộ truyền hình. Qua chỗ rẻ, không may xô phải tô sáng, đang định nổ giận thì phát hiện ra tô sáng, đôi mắt long lanh nhìn y. Là bạn sao? Xin lỗi nha. Dài của tô sáng vẫn còn dư dị từ cái bầu ngực của thiếu nữ êm ái. Tim nảy lên một cái, thấy phải nói xin lỗi là mình mới đúng, gãi đầu nói. Là mình xin lỗi chứ? Tiếp đó Tô Sáng bình thản đi qua Làm cho Tôn Mạng Đang đợi cùng với Tô Sáng Nói thêm có một chút thất vọng rồi Chẳng lẽ sức khúc của mình kém vậy sao Nhưng mấy cái nữ sinh Trong lớp số 3 thì hả hê lắm Tôn Mạng đã mấy lần yêu đương Toàn là nam sinh ưu tú Thần tượng trong mắt của họ Đương nhiên bị không ít nữ sinh ghen ghét Giờ thấy Tôn Mạng Tựa có ý với Tô Sáng Lại bị Tô Sáng không có để ý lòng thầm sản khoái nghĩ bạn gái người ta là đường vũ đó tất nhiên không có thèm để ý tới cô rồi tu sáng buổi chiều tới phòng hoạt động của tạp chí tri hoa thành tích vật lý chưa có đủ nói lên toàn bộ vấn đề song ít nhất đã chứng minh tu sáng nghiêm túc trong lời nói của mình nếu lâm hoàng đóng thật sự suy nghĩ thành thục hắn sẽ có nhiều cách giết được biểu hiện thực lực của mình nhưng mà còn chưa có đi tới tô sáng đã nghe thấy một tiếng rống thật lớn tiếp đó lâm Hoàng đóng túm cổ áo của một nam tử trung niên hai bên đang đánh nhau bên cạnh là một nữ nhân đang che miệng khóc kinh khủng nhìn bọn họ muốn tới can nhưng mà không đủ sức đã bị hai nam nhân đánh nhau xô ngã vừa khóc vừa kêu lên đừng có đánh nữa nam tử trung niên hung hổ chửi mày có bệnh sao cô ấy là nữ nhân của tao tao thích làm cái gì tao thích làm cái gì là việc của tao tao bóp mong cô ấy có ảnh hưởng gì tới mày chứ cô ấy tự nguyện theo tao mày muốn cái gì có tin tao xử mày không chẳng mấy chốc có lãnh đạo trường đã tới rồi bốn bảo vệ mới tách được hai người ra nam tử trung niên kia vẫn không có chịu thôi chỉ quanh giáo viên trường học các người tố chất như vậy sao không có đuổi hắn thì các người cũng chuẩn bị cuốn xéo đi quyển bốn chương 31, đại tướng đầu tiên. Lãnh đạo trường nhìn Lâm Quang Đóng đang thở phì phò, mắt tóe lửa. Thở dài một tiếng, đi dỗ về trung niên nam tử kia. Một cán bộ sở giao thông tất nhiên chưa có làm bọn họ phải cố kỵ. Nhưng một người thân khác của ông ta không thể không nể mặt. Tránh làm lớn cái chuyện này, giảm thiểu ảnh hưởng cho trường cũng như là cho Lâm Quang Đóng, Dù thế nào cũng nên dỗ về ông ta nữ nhân kia đi tới tác làm quan đóng một cái chát làm cho mấy giáo viên xung quanh sững sờ vài người biết nội tình thương hại nhìn làm quan đóng cảm thấy mình cưới vợ sinh con sống một cuộc đời bình thường không phải là chuyện xấu giống như làm quan đóng thích một nữ nhân xinh đẹp định sẵn không có cam tâm bình lặng như vậy chẳng khác nào chút khổ bản thân thế nhưng nhìn làm Hoàng đóng toàn thân đã bị mất hết sức sống sụp xuống nữ nhân kia khóc hết sức thương tâm anh có biết trước kia mình ra sao không nát rượu ngày nào cũng sai ngất ngưỡng than thần trách phận nói có tài không có được trọng dụng anh xem cái bộ dạng anh như thế có ai coi trọng anh không chứ anh bảo em đợi ba năm sau kết hôn ba năm sau chúng ta vẫn sống trong căn nhà thuê trọ anh nói là đợi ba năm trường học sẽ phân nhà cho chúng ta nhưng mà có không chứ hả một người con gái thì có bao nhiêu cái ba năm để mà chờ đợi anh chứ. Cho nên xin lỗi đi, mỗi cô gái đều muốn tìm một căn nhà yên ổn hạnh phúc, không phải chỉ đơn giản một câu anh yêu em. Bên cạnh có giáo viên phụ trách phúc lợi trong trường, nghe thế xin lòng trắc ẩn. Thấy có vài việc mình làm không đúng, xong giờ cũng đã muộn rồi. Lâm Hoàng đóng nước mắt vàng dụa không nói không rằng trần thần đi ra lấy dũng khí nói cô ấy nói sai rồi thầy lâm không phải là người như thế cô bỏ đi là để lỡ một người tốt rồi nữ nhân kia lao nước mắt cười buồn thảm em không có hiểu đâu em không hiểu được mà rồi không có nói nữa quay sang nói cái gì đó với nam tử trung niên nam tử trung niên đồng ý không truy cứu nữa nhổ một bãi nước bọt nói chỉ là một cái thằng thầy giáo nghèo thôi truy cứu chẳng bỏ mất tư cách của ông mày <laughs> mọi người rời đi để lại cho lâm quang đóng thời gian khôi phục bình tĩnh tô sáng không đi tới trước mặt của lâm quang đóng không có nói gì song y biết lâm quang đóng hiểu ý của mình lâm quang đóng bóp chặt tay nói tôi đồng ý với em để tôi liên hệ với chị em tô sáng ngồi xuống bậc cầu thang nếu như em nói là nếu như có một ngày thay đứng trên cao trong tay của thực lực, thầy muốn làm cái gì? Lâm Hoàng Đống nghiến răng nói, báo thù, tôi muốn báo thù, cho chúng phải ân hận cái chuyện ngày hôm nay. Đây không phải là đáp án em muốn. Tô Sáng lắc đầu, ánh mắt nhìn ra xa. Cô ấy nói cũng không có hề sai, thầy không có cho cô ấy được một cuộc sống hạnh phúc, vì sao mà cô ấy phải tiêu hao tuổi xuân quý giá kia của mình chứ? Đáng sợ nhất là cô ấy không có nhìn thấy tương lai với một cô gái chỉ cần cuộc sống không yên ổn là một chuyện tàn khốc nhất. Còn về nam tử trung niên kia, thầy cũng không cần phải báo thù, chỉ cần khiến cho kẻ coi thường thầy, khinh bỉ thầy, phải ngửa đầu nhìn thầy. Thấy thầy sống tốt hơn ông ta, đó đã là một sự báo thù lớn nhất. Lâm Hoàng đóng, mặt bần thần, một lúc sau vừa khóc vừa cười, hai con mắt trở nên mơ hồ. Đúng, tôi phải sống cho thật tốt, tốt hơn bọn họ. Tô Sáng thật sự không có muốn chiêm nghiệm cuộc sống theo cách này. Xong nhìn Lâm Quan Đóng, y chợt nhận thấy có một thứ giữ cho người ta sống tốt hơn cả máu hay là oxy. Đó là hy vọng nhất, là cái thứ hy vọng nuôi nấng bởi nỗi đau. Y thở phào, có linh cảm vị đại tướng đầu tiên của mình đã xuất hiện rồi. Trước khi mà tới Dung Thành, Tô Lý Thành chưa có bao giờ nghĩ tới có một ngày mình đứng ở buộc nói chuyện phía dưới là nhà doanh nghiệp kỹ sư công trình cán bộ cao tầng của công ty tập đoàn hàng đầu tỉnh những người này là đại biểu cho lực lượng trung kiên của sản nghiệp kiến trúc trọng điểm hướng ba giờ là một nhân vật có sức nặng từng tới hạ hải khảo sát hạng mục quảng trường tinh hải nhưng ở cái buổi tọa đàm này chỉ là một người bình thường thôi có lẽ với bọn họ mà nói đây chỉ là buổi tọa đàm bình thường có người tới cho có hoặc chỉ để mà nhận phong bì nhưng mà với một phó trưởng phòng đang cần nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh của dung thành tô lý thành áp sự căng thẳng trong lòng xuống bắt đầu một cuộc diễn giảng quy cách cao nhất lần đầu tiên trong đời diễn giảng xong nghe cái tiếng vỗ tay phía dưới cảm giác biểu hiện của mình có vẻ không quá kém diễn giảng xong quay trở về chỗ ngồi những người xung quanh đều đưa danh thiếp làm quen cảnh này lọt vào trong mắt của lý ngọc hà long càng ghen ghét tô lý thành tìm được cái đơn vị bao thầu nhà máy long thịnh hắn vốn định dở trò ở cái khoản cho dài không ngờ từ lão gia tử đã rất chú ý tới chuyện này hắn không có dám mạo hiểm rồi khoản dài đã cấp cho long thịnh địa vị trong hệ thái của tô lý thành được củng cố lại được phe trung lập tán đồng Hiện giờ đã bắt đầu lập nên một mạng lưới quan hệ, tất nhiên bọn họ không hài lòng. Không lâu sau, Tô Lý Thành được chỉ định làm một trong số người phụ trách quan trọng. Điều này cho thấy ông ta đã được nhân vật đứng đầu ở tổng công ty thừa nhận, không chỉ là dây cánh của đồng kiến quân nữa. Có lẽ chính bản thân của Trương Bình cũng không ngờ được một buổi diễn giảng lại mang tới cho Tô Lý Thành nhiều lợi ích như vậy cùng nhau tụ họp để mà uống rượu, đồng kiến quân không một chút che giấu sự đố kỵ của mình. Cậu á, được lắm nha. Giờ các nguyên lão trong công ty cũng chú ý tới cậu rồi. Cậu có năng lực hơn tôi, mấy năm nữa thế nào cũng vượt qua tôi thôi. Có một chỗ trong công ty, đến lúc đó tôi phải dựa vào cậu rồi. Tô Lý Thành nâng chén cảm tạ. Không có anh làm sao mà có tôi ngày hôm nay chứ. Ơn này cả đời Tô Lý Thành không quên. Tôi nói thế thôi, ơn nghĩa gì, thứ cậu có được là nhờ bản thân phấn đấu. Đồng kiến quân xua tay lo lắng nói. Có điều cậu càng phải cảnh giác, mộc khai rất cố chấp đó. Người ngoài có ảnh hưởng lớn trong công ty càng khiến cho ông ta phản cảm nên làm việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Chậm rãi thôi, đợi gốc rễ của cậu vững rồi, ông ta muốn dở trò cũng không được địa vị của tô lý thành trong công ty ngay được củng cố là điều mà ai cũng thấy điều này thể hiện rõ ràng nhất là khi ông ta chào hỏi ai là người đó đi nhanh tới bàn chuyện hôm đó nhà tô lý thành ra ngoài gặp phải nhà của ngô thi nhuế đang đợi taxi cô gái này trừng mắt lên nhìn tô sáng song dưới cha mẹ của y thì vẫn rất lễ phép chào ngọt ngào cháu chào chú chào gì ngô lỗi trưởng phòng đầu tư phát triển đi tới lão tô gần đây bận lắm có phải không tôi đưa con bé đi mua y phục nó nhìn trúng chiếc máy cd nhà của anh chị cũng đi chơi sao mẹ ngô thi nhuế chỉ gật đầu thái độ của con gái làm cho bà không có hài lòng trong mắt bà ta con gái của mình là bông hoa trong đám con cháu công ty không ít chàng trai theo đuổi hơn nữa bọn họ ở công ty đã lâu năm rồi ít nhiều coi thường người giữa đường chuyển tới như là nhà của tô sáng đối với tô sáng càng phải đề phòng biết y và con gái của mình cùng lớp sợ là con gái mình qua lại với y nhất là nghe con gái kể tô sáng bị biêu tên trên đài truyền hình trường ấn tượng với y càng tệ chị tằng số đồ dùng hôm đó cảm ơn chị nhiều lắm nha một phụ nữ chừng 30 đi chợ về thấy tằng kha liền mới niềm nở chào đó là Dương Bình, vợ của Từ Kiến Xuyên, con dâu của Từ Trưng. Dung mạo bình thường thôi, có điều dốc dáng cực kỳ nóng bỏng. Cửa hiệu của Tàng Kha đã khai trương rồi, kinh doanh không tệ. Có lần Dương Bình tới mua đồ cho văn phòng, hai bên rất là hợp ý. Quyển 4, chương 32, truyền thông Ba La Mẹ Ngô Thi Nhuế nhiệt tình bắt chuyện, Dương Bình lạnh nhạt ứng phó, cùng với Tàng Na hết nói chuyện đánh bài lại nói sang cái chuyện đồ mỹ phẩm làm cho mẹ ngô thị nhuế không có sen vào được đứng đó rất lúng túng dương bình làm thế chính là cố ý cô ta xuất thân nông thôn khi mà gả cho từ kiến xuyên đã bị cho là gỗ móc chòi mâm son dương bình biết mẹ ngô thị nhuế và một số vợ của cao tầng công ty bề ngoài nịnh bợ mình nhưng mà đằng sau đâm chọc mỉa mai không ít rồi có cơ hội làm cho bà ta mất mặt thế này, đương nhiên không có bỏ qua. Ngô lỗ nhận thấy tình hình này, kiếm cớ đi trước, tránh vợ thêm lúng túng. Lên xe rồi, mẹ ngô thi nhuế mới phát tác. Từ kiến xuyên, cho rằng mình nắm được đại cục rồi sao? Dựa vào mấy cái người ngoài, như là Tù Lý Thành, ngay cả công thần của công ty, cũng không có để vào trong mắt nữa. Rồi có ngày trắng con mắt ra. Chưa ngu giận, quay sang con gái. Nè, Mẹ cấm con qua lại với con trai nhà đó đó. Đủ rồi, em cũng đâu có ưa gì của ta. Tự tớ chút lấy khó chịu vào mình thì tự chịu đi. Ai đứng đầu công ty chẳng thế. Chỉ cần làm việc vì công ty là được. Chúng ta cũng phục vụ cho công ty, không phải là làm việc cho một ai hết. Ngô lỗi cắt ngang lời của vợ. Còn nữa, đừng có dạy hư con. Chuyện người lớn không có nên làm ảnh hưởng con cái. Mẹ ngô thi nhuế, không có nói nữa sông mặt vẫn hầm hầm ngô lỗi biết tính tình của vợ biết mình nói vậy cũng chẳng có thay đổi được gì long cũng suy nghĩ lời vợ mình phản ánh tâm thái của một số người trong công ty công ty đấu đá mãi thế này không có ổn chút nào ông ta vốn thuộc phe trung lập song tình hình mỗi lúc một leo thang thế này làm bao nhiêu việc tranh cãi mà ngưng trệ công ty có dấu hiệu đi xuống rõ ràng rồi không có thể đứng trung lập mãi được có khi nên dứt khoát chọn một bên áp đảo phía kia như vậy công việc triển khai thuận lợi hơn lâm Hoàng đóng đi gặp dương thành đang ở lại dung thành xử lý trọng tổ của nhà máy long thịnh thấy dương thành trẻ trung xinh đẹp lại có địa vị như vậy lòng đã bị kích thích không nhỏ rồi công ty lấy tên là công ty hữu hạn truyền thông ba la sáng lập là tô sáng trần lập quân là cục trưởng cục công an dung thành Tô Sáng làm chứng minh nhân dân trước không khó. Dương Thành đầu tư vào công ty 200.000, Quỷ Thác Lâm hoàng đóng làm giám đốc, bắt đầu thao tác đầu tiên của tạp chí. Cái tên bà La do Tô Sáng lấy từ game, một trong số thủy tổ của thể loại ARPG, được người chơi gọi thân thiết là Đại Bà La. Tốn 3.000 mời công ty chuyên môn lo giấy tờ, mất một tuần làm xong thủ tục thành lập công ty có điều đơn xin phép xuất bản tạp chí lại gặp khó khăn. Cần công ty quảng cáo có 3 năm kinh doanh hữu hiệu mới có tư cách xuất bản tạp chí. Lý Cẩm nhìn thấy Dương Thành khôi phục lại phong phạm học trưởng của đại học, ra sức thể hiện trước mặt của Dương Thành, quên mất Dương Thành là tổng giám đốc. Quản lý hơn 100 nhân viên mà tương lai của bọn họ cũng làm công cho cô. Biểu hiện tích cực thái quá của Lý Cẩm làm cho Dương Thành mỉm môi cười. Lâm Hoàng đóng phải che mặt xấu hổ, còn Tô Sáng cười toét cái miệng. Tô Sáng đương nhiên cười là vì Lý Cẩm rất được việc, liên lạc mấy cái học đệ ở trường đại học, lấy lý do sinh viên sáng nghiệp, được chiếu cố đặc thù, có được giấy phép xuất bản tạp chí. Công ty thuê hai gian phòng lớn trong cái tòa nhà gần trường, nhân viên là mấy học đệ của Lý Cẩm sắp tốt nghiệp, đang làm việc. Mọi chuyện đâu vào đó trong một khoảng thời gian ngắn tu sáng cảm thấy mình thất bại hết sức tốn nửa tháng đêm viết kế hoạch nói khản cả cổ không có hoàn toàn thuyết phục được lâm quang đóng và lý cẩm vậy mà dương thanh vừa ra mặt mọi chuyện đều đã được giải quyết thậm chí y còn chẳng phải động một ngón tay vào vì thế y đã bị dương thanh trêu chọc lâm quang đóng viết đơn xin từ chức có điều hiệu trưởng xét cái tình huống hiện thời của hắn cho hắn giữ chức không quan lương một số giáo viên lớn tuổi cũng hết lòng khuyên giải, thấy Lâm Hoàng Đóng đã quyết ý chỉ biết thở dài, thấy hắn vì một nữ nhân mà khổ sở thế thì thật không đáng. Tin tức Lâm Hoàng Đóng không có còn làm giáo viên chỉ đạo tạp chí triều qua nữa lan đi, cả câu lạc bộ văn học đều buồn bã, đám nữ sinh trần thần khóc đỏ cả con mắt, Lý Thanh Dương tỏ ra rất là thoải mái làm tô sáng cũng không có chút thiện cảm nào với hắn song cũng không có thể liên hệ chuyện lâm quang đóng đánh nhau trong trường dù thế nào công ty đầu tiên của mình rốt cuộc lặng lẽ ra đời trong trường trung học yên bình tô sáng thấy cuộc sống hạnh phúc nhất có lẽ là như thế này đây cần gì mỗi ngày phải chém giết trên thương trường luôn lách toan tính giữa các thế lực vì leo cao thêm một bước mà phải vất vả dùng giấy trong thời gian tĩnh mịch để mà nhắm nháp tất cả này, được học cùng trường với cô gái mình yêu quý, nhân sinh và sự nghiệp cùng phát triển bình ổn, đúng là một chuyện khoan khoái. Nhìn đại bộ phận học sinh xung quanh than giảng cuộc sống, chán ghét mọi thứ tới mức trơ lì. Trong thời tiết dần dần nóng lên, quể quải dùng dở đi hoặc gió, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, làm bài như đối diện kẻ thù tô sáng thấy cuộc sống chân thật thấy được như là chính mình từng ngồi đó tuy hiện giờ rất ít khi gặp được giấc mơ kia nữa ít khi mà nửa đêm thức giấc phát hiện mọi thứ chỉ là giấc mơ nhưng mà tô sáng vẫn còn đó cái nỗi lo ẩn sâu trong lòng nỗi sợ khiến chú ý thích quan sát cảm thụ cuộc sống kể cả những cái thứ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng nhàm chán thì tô sáng cũng chỉ biết cách thưởng thức một cách say sưa bởi vì không có quan trọng chúng ta sống bao lâu tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc kết nối với nhau giống như là chớp mắt một cái tô sáng trở lại được gần hai năm thứ mà tô sáng thực sự hơn người khác hơn cả người tuổi lớn hơn tuổi tâm lý thật quy có lẽ chính là thái độ với cuộc sống này vì thế y có cái nhìn sâu sắc hơn về nhiều chuyện tô sáng mỗi ngày lên lầu đều nhìn cái bản thân trong gương trẻ trung mạnh mẽ không giống khuôn mặt nhợt nhạt chán chường mỗi ngày tỉnh dậy rửa mặt đều thấy người sau đầy mệt mỏi và trầm cảm do mỗi ngày phải đeo đủ loại mặt nạ người trước thấy mình đang thưởng thức cuộc sống không phải bị cuộc sống đập lên mặt dung thành quá rộng cho nên không có thể giống như ở nhất trung chỉ có một vài học sinh huyện là buổi trưa ở lại trường ở nhị thập nhất trung tan học buổi trưa đại bộ phận học sinh đều ở lại lớp tô sáng buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn trong trường đường vũ thương lượng như người nhà cha mẹ của cô đồng ý cho cô buổi trưa ở lại trường ăn cơm cái cớ rất quan đường là tranh thủ thời gian ôn bài ở thư viện nếu để cho đám thiếu nam thiếu nữ coi đường vũ như là thần tượng biết rằng buổi trưa bọn họ cùng nhau tới nhà ăn lại cùng nhau tới thư viện đốt thời gian, không biết mình có thành công địch của toàn trường không. Một học sinh chuyển trường nửa đường chen ngang cướp đi một trong số cô gái nổi bật nhất trong trường. Tâm lý bài ngoại của nhân loại đủ giết Tu sáng nghìn lần. Chuyện lo lắng nhất, trắng ngang giữa hai người chính là cha mẹ của Đường Vũ. Tu sáng được Đường Vũ cho biết cha mẹ của cô muốn cô ra nước ngoài du học. Hiện giờ ý tưởng này còn chưa có dính mùi. Tô Sáng không có muốn sự xuất hiện của mình thúc đẩy ý tưởng này. Như vậy đoán chừng mình phát điên mất. Mặc dù y hoàn toàn có thể làm một cái hộ chiếu cũng ra nước ngoài học, nhưng khó tránh khỏi thể diện của mình đối đầu chính diện với cha mẹ của đường vũ. Đây là một điều y cực kỳ muốn tránh. Quyển 4, chương 33, Tình yêu và sự nghiệp gió ngoài thư diện rất nhu hòa rừng trúc lay động khe khẽ đường vũ ngủ gật gối đầu lên mấy cái cuốn địa lý quốc gia thiên đường nhân gian đúng là một cô gái đặc biệt đây chẳng phải là loại sách mà mấy cái nữ sinh thích lọn tóc khẽ bập bền bên tai tô sáng ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy gương mặt của đường vũ lúc đang ngủ trông vô cùng thánh khiết dịu dàng đôi mắt nhắm lại giảm đi cái vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày thêm vài phần nữ tính lông mi dài cong mũi nhỏ nhỏ xinh xinh cánh môi dày đỏ hồng như là cánh hoa phượng bờ môi trên hơi vỡ lên đầy khiêu khích tù sáng biết đường vũ tự tin nhất là môi mình hơn cả cái cặp chân dài của cô trong không khí tĩnh lặng đó mùi thơm da thịt của thiếu nữ tỏa ra tạo ra một cảm giác lần lần đê mê tù sáng thấy tim đập loạn, không có làm sao kiềm chế được cảm xúc lúc này. Hôn một cái thôi, chắc là cô ấy không biết đâu. Thế nhưng, người vừa nhích tới, y lại bị cái thứ khác thu hút. Trời ấm lên chưa có bao lâu, các cô gái đã vội dàng thay quần áo mát mẻ mỏng manh. Đường vũ cô đặc biệt đến mấy vẫn là một cô gái, thích đẹp. Đường vũ chống tay ngủ gật, cánh tay ép một bên ngực, làm cho cổ áo sơ mi trắng hơi hè hé, chẳng có nhìn thấy gì nhiều. Chỉ là một mảng nhỏ da ngực trắng mịn màng. Dây đeo áo lót rất mảnh trong suốt để lại cái vết thằng mờ mờ trên cái bờ dai trắng. Mép áo lót cùng màu trắng nốt, ngực phập phòng theo hơi thở, đôi ngực căng tròn đầy nhựa sóng thanh xuân của cô nhô lên hộp xuống. Người của tô sáng nóng ràng, một ý nghĩ đầy cám dỗ nảy trong đầu của tô sáng nếu mình nhích tới một chút nữa, đoán chừng sẽ thấy điều tuyệt vời. Thế là y thay đổi mục tiêu. Chuyện hạnh phúc nhất đời của học sinh chẳng có gì tới thư viện tình cờ gặp một mỹ nữ. Nếu như mỹ nữ đó hoặc ít hoặc nhiều còn có quan hệ với mình quá đủ khiến cho đám huynh đệ lãng giảng ở thư viện khóc ròng. Còn nếu như mỹ nữ đó hoàn toàn tin tưởng mình, che chở yên tâm ngủ thì phải thắp hương khấn giái rồi. Thế nhưng cái thứ đẹp nhất trên đời luôn là một thứ tà ác khao khát, ví như phong cảnh trong cổ áo của nữ sinh mặt mong manh, đoán chừng làm cho vô số nam sinh khóc lớn. Anh có lỗi với sự tín nhiệm của em. Sau đó hổ thẹn nhảy từ nóc thư viện xuống. Ánh mắt lướt nhìn từ cái cổ trắng của đường vũ rồi tụ lại cái bóng mờ dưới cổ áo. Tim của tô sáng tăng tóc y nhích nửa người tới, đầu dương ra. Một cánh tay nắm lấy tay vịn ghế của đường vũ, cố gắng không có phát ra tiếng động, một cánh tay khác chống mặt ghế. Ở góc độ này, y đã có thể ngắm nhìn toàn bộ thân hình của đường vũ. Thân trên nhỏ nhắn thon thả, đẩy thắt lưng ngồng. Chiếc quần dãy mềm nhờ cái tư thế ngồi hiện rõ đường cong của cái bờ mông tròn trịa, khỏe quắn. Mông đùi đã có dốc dáng sơ bộ của một phụ nữ trưởng thành rồi. Nhưng mà tô sáng không quên mục tiêu chính. Nín thở lại sợ đánh thức đường vũ. Mắt dõi theo cổ áo hở, tức thì bắt gặp một làn da trơn mượt của bầu ngực thiếu nữ. Quả đảo non đang chính đã bắt đầu phô bày cái đường công tuyệt mỹ làm cho nam nhân chạy nước dãi. May mắn trong thư viện cực kỳ yên tĩnh, không có ai quấy nhiễu, cũng không có trang bị camera, nếu không chỉ cần một tiếng hét tu sáng đã bị đám nam sinh phẫn nộ trong trường dẫm nát rồi. Sờ thử một cái sao? Tu sáng vừa nảy ra suy nghĩ đó thì đường vũ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt như ao nước mùa thu nhìn chầm chầm tu sáng. Hai người thừ ra, đặc biệt là đường vũ, một tích tắc cô nghĩ tu sáng định hôn trợ mình, nhưng mà hướng ánh mắt cô ấy không đúng, góc độ cũng không đúng nhìn theo ánh mắt bóc lửa quỳ mới phát hiện mục tiêu là ngực của mình phùng một cái như có lửa đốt trên mặt tù sáng cố gắng nở nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc lần này toi rồi bị bắt quả ta như vậy không bị nghĩ là một thằng dâm ô hèn hạ mới là lạ chứ rụt người quay lại chỗ ngồi khi mà đầu óc tù sáng vận hành với một tốc độ cao nhất tìm một cớ để mà giải thích thì đường vũ ngồi thẳng dậy lấy tay chạy tóc mai thu sách ráng đỏ lan tận mang tay nói nhỏ chúng ta đi thôi tô sáng ừa lên một tiếng thầm thở phào vì đã thoát nạn song cũng có một chút thất vọng không phải vì không có đạt được mục đích đen tối mà vì phản ứng của đường vũ không đúng với tính cách của cô đường vũ không phải là một cô gái hiền lành còn nhớ ở hà hải không biết bao nhiêu lần dằn giặc y làm cho tâm trạng của y như là đi tàu lượng cao tốc rồi. Lần này dễ dàng bỏ qua cho y như vậy, đoán chừng vẫn còn ái náy vì chuyện bỏ đi 8 tháng, không có tin tức gì, cho nên dùng túng cho y như vậy. Cô nhóc này thế giới nội tâm quá mức phong phú, thế nhưng lại thích đem tình cảm giấu sâu trong lòng. Hằng ngày đeo lên cái mặt nạ lạnh nhạt, vì thế suy nghĩ của nàng chính chắn nhưng mà cũng nặng nề không có được như thiếu nữ trong mơ cùng tuổi. Từ sau khi mà gặp lại, tưởng chừng quan hệ của hai người nhanh chóng phát triển, nhưng không phải. Tô Sáng cảm giác bọn họ không bằng cái khoảng thời gian ngày ngày về nấu cơm ăn cùng với nhau ở Hà Hải. Một ngăn cách mới xuất hiện giữa bọn họ, ngăn cách này tới từ Đường Vũ. Về kinh nghiệm yêu đương, Tô Sáng cũng không có hơn gì Đường Vũ, cho nên y chỉ có cách thận trọng từng chút một thăm dò phản ứng của đường vũ thôi cho tới giờ hiệu quả không có mấy tô sáng trốn tiết cuối cùng của thứ tư chạy tới quán lẩu bà tần đàm phán chưa có xong đối phương dứt khoát không có chịu đồng ý tô sáng đưa cặp sách cho nhân viên truyền thông văn hóa bà la đang đứng đợi sẵn ở cửa đó là triệu cường sinh viên năm thứ tư đại học dung thành cầm tài liệu trong tay đưa cho tô sáng theo y vào văn phòng giám đốc đối phương. Viên giám đốc đang luyện chữ, không có được hài lòng. Do viên lại rồi mới ném đi, tâm tình xem ra không hề tốt, thấy tu sáng vào xua tai Lại là người nữa, càng ngày càng trẻ, định đi theo con đường tuổi tác để mà được thông cảm sao? Nói cho cậu biết, chúng tôi không quy định đó, tạp chí của các cậu không có thành phẩm đâu. Không có lượng phát hành, không có sức ảnh hưởng có một đám người trẻ tuổi thì làm được cái gì không có làm chuyện này đâu chúng tôi không làm tù sáng chẳng có nhiều lời đi tới trải cái tờ giấy tuyên chỉ trên bàn đối phương ra đặt tài liệu của mình lên viên giám đốc trừng mắt lên nè cậu làm cái gì vậy ông á căn bản chưa có xem qua tài liệu của công ty tôi hẳn là chưa có báo cáo phân tích này nói rồi liền rút ra một bản báo cáo riêng biệt đặt lên trên cùng đó là cái bản điều tra địa điểm tụ hội đám học sinh muốn đi. Có thể xem ra lẩu Đức Trang mới nổi đang dần trở thành một lựa chọn hàng đầu của học sinh tụ hội. Chiếm tới 35% trong số các trường đại học. Lựa chọn quán lẩu bà tầng chỉ khoảng 3%, chưa bằng 1 phần 10. Đây là cái hướng chi tiêu của học sinh hiện nay. Nếu như ông có thể bỏ thời gian ra xem cái bản điều tra năng lực chi tiêu này, thì tôi nghĩ ông sẽ có suy nghĩ khác đi đó Tù sáng rút ra cái bản điều tra khác hoàn toàn không có gì tuổi tác ít hơn đối phương mà kim nhường trái lại còn dùng thái độ ngang hàng trò chuyện với viên giám đốc không còn cách nào tù sáng quá trẻ riêng tuổi tác đã làm cho đối phương không coi trọng rồi nếu còn rụt rè càng làm cho người ta không có để vào trong mắt cho nên tiếp xúc với người hơn tuổi của y chỉ có một lựa chọn đó là phải thật mạnh mẽ thậm chí áp đảo khí thế của đối phương mới có thể nói chuyện được quả nhiên viên giám đốc ngờ giựt cầm cái bản báo cáo lên lòng cầm xuống đối thủ cạnh tranh của bọn họ đã vượt xa bọn họ trong địa điểm tụ hội của học sinh đại biểu ở trận địa này bọn họ đã thất thủ rồi tôi có thể dự báo tạp chí tiêu dùng của chúng tôi trong vòng một năm tới sẽ bao phủ toàn bộ trường học trong tỉnh là một tạp chí có uy tín trong việc định hướng tiêu dùng của học sinh. Trong 3 năm tới, sẽ tiến quân vào trường học các tỉnh khác, dần dần thành tạp chí tổng hợp đi đầu học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, thậm chí là quần thể chi tiêu phổ thông. Hiện giờ, thành đơn vị hội viên quảng cáo của chúng tôi sẽ có điều kiện ưu đãi, giữ được ưu thế cạnh tranh trong tương lai. Làm sao mà tôi biết điều tra này có chính xác hay không? Viên giám đốc bắt đầu vào trạng thái bàn bạc bà công việc một cách nghiêm túc. Quyển 4, chương 34, tình yêu và sự nghiệp. Ông có thể dùng hình thức phiếu giảm giá đăng trên tạp chí của chúng tôi thông qua số lượng phiếu giảm giá nhận lại được để mà xác định sức ảnh hưởng. Tu Sáng điềm nhiên nói, phí quảng cáo 20 ngàn ở kỳ đầu có thể tạm thời áp lại, đợi có kết quả phản hồi, sau đó xác định thanh toán tiền hay không hoặc là tiếp tục quảng cáo hay không điều kiện hợp lý viên giám đốc trầm ngâm xem lại cái bản báo cáo sự thành thục trước tuổi của tô sáng làm cho ông ta ngạc nhiên song chưa có làm tan hết nghi ngờ của ông ta đứng dậy đi một dòng nói tôi sẽ trả trước một nửa chi phí quảng cáo làm một tháng xem hiệu quả ra sao nếu mà hiệu quả không tốt thì không có lần sau nữa cậu hiểu chưa tuyệt đối không có lần sau đâu được nếu không có hiệu quả tôi cũng không có mặt mũi nào mà quay lại đây nữa tô sáng đứng dậy bắt tay viên giám đốc triệu cường khi mà cầm tiền quảng cáo vẫn thấy khó tin cùng tô sáng lên xe buýt lúc này y cười đắc ý đi chúng ta tới đức trang tới văn phòng giám đốc lậu đức trang tô sáng vô sĩ lấy một phần hợp đồng quảng cáo với bà tần ra tuyên dương đối thủ của bọn họ đầu tư quảng cáo trải thảm liền một tháng, ý đồ xoắn ngôi của Đức Trang trong giới học sinh. Tiếp đó, Đức Trang tổ chức một cuộc họp nhỏ quyết định đầu tư 50.000 quảng cáo vào tạp chí tiêu dùng trường học của truyền thông Ba La, trong đó còn bỏ ra 100.000 cho phiếu giảm giá. Tù sáng lừa được 60.000 tiền quảng cáo làm triệu cường trốt của mắt nhìn. Dũng mới đầu còn có chút cậy già lên mặt gì bây giờ hoàn toàn thu lại. Lấy được phí quảng cáo, làm toàn thể truyền thông ba la mới, chỉ có hai gian phòng làm việc, hết sức phấn chấn, sĩ khí tăng giọt, đây là chiến thắng đầu tiên đáng ăn mừng. Lý Cẩm hiện vẫn chưa có xin nghỉ việc ở trường, có điều nhìn ra được hắn đã có ý này rồi. Dương Thanh và Tô Sáng sau khi bàn bạc đồng ý cho hắn giữ chức phó giám đốc, hiện đang giảng giải cái phương án quảng cáo, biên tập lập kế hoạch cho những nhân viên mới tuyển, nhiệt tình vô cùng. Lâm Quang Đóng nhíu mày Không có sáng suốt, bọn họ đầu tư 3.000 phiếu giảm giá. Nếu mà tỷ lệ thu hồi không có đạt được hiệu quả trong đợi, chúng ta có vấn đề rồi. Khó lấy được lòng tin của bọn họ chứ. Hiện giờ, kênh phát báo chưa có nhiều. Vì là tạp chí DM cho nên không có thể bày lên cái sạp báo tiêu thụ. Phải có mạng lưới phân phát cực lớn đảm bảo tạp chí có thể bao phủ cả các trường học ở dung thành tu sáng thăm tán thưởng lâm quang đóng rất có tiềm chất có thể bình tĩnh nhìn vào vấn đề bọn họ có thể tranh thủ được quảng cáo đã nói rõ đường lối của tạp chí đang dần dần được người ta tiếp nhận song vấn đề đảm bảo tiếp tục được không chưa có giải quyết không có thể gì thành công nhất thời mà dán đầu chỉ dựa vào số nhân thủ của chúng ta thì còn xa mới đủ Tôi tính đem liên kết các hội học sinh của các trường thông qua cái hình thức tài trợ. Dùng câu lạc bộ học sinh tổ chức mạng lưới marketing quá độ tới các trường. Chúng ta phải lấy cách thức nhanh nhất để mà làm nên danh tiếng. Cuộc đổ bộ đầu tiên bắt đầu từ Đại học Dung Thành. Bọn họ sắp tổ chức cuộc thi âm nhạc. Chúng ta sẽ lấy tiền truyền thông ba la tài trợ, hợp tác với hội học sinh để cho bọn họ phân phát tạp chí. Lâm Hoàng Đống không hổ danh là một người làm công tác chỉ đạo tạp chí của trường đã có phương án khá thành thục mỗi một hội học sinh tổ chức hoạt động đều cần phải kiếm tài trợ bên ngoài song giai đoạn hiện tại các công ty khẳng khái mở hầu bao tài trợ cho hoạt động trường học gần như là con số 0. chưa có ai khai thác lâm quang đóng nhanh chóng nắm bắt được tù sáng khai thác cái khoảng trống này đưa ra phương án Tô Sáng sau khi mà nghe xong định hướng đại khái của Lâm Quang Đống liền tán đồng. Cho gọi toàn thể nhân viên công ty tới bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Trong năm nhân viên mới tuyển có một nữ sinh tên là Giang Minh là phó chủ tịch phụ trách hoạt động nội bộ của Đại học Dung Thành. Tiến vào truyền thông Ba La vẫn đang ở giai đoạn sáng nghiệp này là thông qua Lý Cẩm giới thiệu. Nghe nói Giang Minh bỏ qua cơ hội thực tập trong công ty có tiếng lựa chọn nơi này làm nhiều người bất ngờ. Giải thích cho lựa chọn này, Giang Minh cười nhẹ nhàng. Mọi người nghĩ vào một công ty tốt không có lo cơm ăn áo mặc, xong không có nhìn thấy vào đó giật lộn phấn đấu nửa đời, có khi chỉ tới được có trung tầng. Nhưng mà theo một công ty mới thành lập, phát triển lớn mạnh, tôi là nguyên lão sẽ có thành tựu lớn hơn. Tôi đã bị thu hút bởi ý tưởng mới mẻ táo bạo của mọi người. Giang Minh là một cô gái có giả tâm, cũng rất có nhãn quan, đưa ra khẩu hiệu quảng cáo, nắm tay hôm nay, đế quốc ngày mai. Một chủ nhiệm cuộc thi âm nhạc ở Đại học Dung Thành tới gặp mặt Lâm Quang Đóng. Mục đích của bọn họ là đàm phán, tăng tiền tài trợ. Quan hệ với sinh viên đại học này tất nhiên dễ dàng hơn cái đám thương nhân gian dảo bên ngoài rất nhiều. Lâm Quang Đóng có kinh nghiệm trong công việc này sau khi mà đưa ra khoản tài trợ 30.000, phía Đại học Trung Thành kích động hồi lâu không nói nên lời. Đây là một khoản tài trợ chưa từng có, một câu lạc bộ học sinh chi phí hoạt động cả năm có khi chỉ có 1.000. Hội học sinh thông thường ra mặt cái tổ chức hoạt động kiếm được tiền tài trợ từ 5.000 đến 10.000 đã là lớn lắm rồi. Truyền thông Ba La đưa ra thành ý hợp tác như vậy, chuyện thương lượng tiếp theo tất nhiên hết sức thoải mái. Hội học sinh của Đại học Dung Thành đồng ý tuyên truyền cái tạp chí tiêu dùng của Ba La, cam kết trong vòng nửa năm đem tạp chí miễn phí này phát cho toàn trường. Tù sáng, mắt tỏa sáng, cảm thấy 30.000 này bỏ ra hết sức xứng đáng. Nếu mà thuê nhân viên marketing phát báo, chưa chắc 30.000 đủ tiền thuê nhân lực bao phủ phạm vi lớn như vậy, tiết kiệm không ít chi phí đúng là được cả tiếng lận miếng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, nhị thập nhất trung cũng không phải là ngày nào cũng có chuyện đặc sắc làm cho người ta khó quên. Chẳng có đề tài làm cho người ta 10 năm sau nghĩ lại vẫn thấy thú vị. Ngoại trừ mùa hè vừa tới, các cô nữ sinh mới dội dàng cất đi chiếc áo dày cộm, bỏ chiếc quần dài, thay vào chiếc váy ngắn, áo mỏng manh, lờ mờ thấy cái áo lót bên trong khiến cho mỗi ngày đến trường có thêm động lực chẳng có nhiều chuyện đáng nhớ nhà ăn ở trong trường luôn có cảnh tượng kỳ lạ bàn thì để trống bàn thì túm tụm cả đống học sinh có điều náo nhiệt nhất luôn ở chỗ của bọn họ chỗ nào có cả tôn mạng lẫn đường vũ muốn vắng vẻ cũng không được ở nhị thập nhất trung không có thiếu con nhà gia thế không thiếu cường nhân vì thế cũng không có thiếu học sinh dũng cảm cho mình có tư cách tiếp cận mỹ nhân. Xung quanh có bạn của Tôn Mạng, có bạn của Đường Vũ, cũng có những nhân vật chẳng có liên quan. Trong số này không ít cán bộ lớp, thành viên chủ lực của các đội bóng hoặc đứng đầu câu lạc bộ nào đó. Bàn ghế chỗ của bọn họ luôn không đủ dùng. Tranh thủ nói được một hai câu gây chú ý tới mỹ nhân rất khó khăn. Thế nên cực kỳ ngứa mắt với tù sáng luôn đọc chiếm bảo tọa bên cạnh đường vũ sau đó cắm đầu cắm cổ ăn như chết đói không làm gì thì cũng nhường chỗ đừng có chiếm không gian của người ta chứ tôn mạng gấp một miếng đậu bỏ vào trong miệng hàm răng trắng cắn đôi đũa kệ cho cái đám nam sinh xung quanh ngửa ngáy vì động tác này của mình nói mình thích nhất là cái món đậu hũ ma bà đường vũ bạn nếm thử đi mềm mà không có nát vừa miệng lắm vì tu bổ quan hệ hai bên tôn mạng tỏ ra rất chiếu cố đường vũ vì nhiều người tiếp cận cô mang mục đích cho dù là bạn bè bình thường cũng không quý định gì nhưng mà vì thân phận bản thân cả bạn bè của cô luôn có một chút nịnh nọt tôn mạng muốn có một người bạn thật sự là rất khó vì thế cô không có muốn mất đi người bạn như đường vũ đường vũ gấp một miếng vị rất ngon quay sang nói với tô sáng Nè, bạn thử đi, không tệ đó. Ở trước mặt bao người, đường vũ chẳng thể gấp thức ăn cho tô sáng. Có điều thể hiện chút quan tâm như vậy, đủ làm cho y khoan khoái lắm rồi. Quyển 4, chương 35, đừng tưởng dễ bắt nạt. Xung quanh, không ít nam sinh cảnh giác nhìn tô sáng. Đại đa số cho rằng, đường vũ chỉ vì chiếu có bạn học chuyển trường cho nên thân thiết dây. Còn tô sáng tận dụng lợi thế bạn học cũ để mà tiếp cận theo đuổi đường vũ tình huống này có hơi một chút giống như ở nhất trung tuy tô sáng và đường vũ luôn xuất hiện cùng nhau nhưng mà hai người không có giống một đôi tôn mạng thường xuất hiện bên cạnh đường vũ là rõ nhất lúc đầu có hơi nghi ngờ dần dần cho rằng cả hai chỉ là bạn thân mà thôi lúc này lý thanh dương chen qua cái đám đông đi vào thấy bọn họ tụ thành một bàn ăn cơm cười nói thức ăn ngon quá đi tôn mạng báo cáo của đài truyền hình á lát nữa mình đưa tới cho bạn nha tôn mạng gật đầu chỉ trương khả lát nữa mình có bận một chút việc bạn đưa cho tiểu khả là được đường vũ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục ăn cơm đám nữ sinh không có nhiệt tình chào hỏi hắn như trước tiếp tục câu chuyện của mình coi lý thành dương như không có tồn tại có thể tù sáng không có được mọi người yêu thích Nhưng mà so ra y thẳng thắng Học sinh cao trung khá đơn thuần Bọn họ không có tiếp nhận được người toan tính Giả dối Đặc biệt trước đó Người này dựa vào bề ngoài Và cái miệng của mình Rất được nữ sinh yêu thích Lý Thành Dương thấy thái độ của mọi người lãnh đạm Đặc biệt là tôn mạng và đường vũ Làm cho hắn thấy bẻ mặt Tuy vẫn giữ nụ cười Nhưng mà giọng điệu bất thiện Được nếu vậy á, mình sẽ đưa cho Trương Khả. Tù sáng, bàn bên nó có người tìm cậu bàn chuyện đó, qua đó một chút có được không? Mọi người quay đầu lại, nhìn sang phía bàn Lý Thanh Dương chỉ, mặt tái đi. Trương Khả nhảy mắt liên tục với tù sáng, ý bảo là từ chối. Tù sáng đưa mắt nhìn qua, ngồi ở cái bàn cách đó không xa, có ba nam sinh, ngồi ngoài cùng là một thanh niên tóc dựng đứng. Tô Sáng nhận ra cái tên này, họ tiền chính là cái tên trước kia lừa gạt nữ sinh ở phòng tranh ngồi ở giữa là một tên tóc vuốt keo lắng bóng khá điển trai nhưng có một chút gì đó âm nhu là tên đi cùng cho họ tiền lần trước tên còn lại có vẻ mặt người cầm đầu sỏ khuyên tai da đất trắng mặc áo khoác da màu đen có hình của medusa cực kỳ bắt mắt cả ba tên quần jean bụi bặm áo da phanh ngực bên trong mặc cái áo may ô trông rất cá tính. Nhưng mà ở thời đại này á, tuyệt đối bị người ta nhìn một cái liệt ngay vào cái dạng học sinh cá biệt. Đối phương nhìn tô sáng chầm chầm, làm mặt hình sự rất là có vị Trần Quán Hy. Chẳng biết có phải là thằng này xem phim Hồng Kông quá nhiều đã bị trúng độc rồi hay không? Không ít người nhận ra ba thanh niên đó. Một là Tiền Long, nghe nói trong nhà kinh doanh, quan hệ rộng, cha hắn có mỏ ở mấy tỉnh liền từ nhỏ tính tình cực súc, thành tích học tập thì lại rất tốt, nhất là hóa học thuộc hàng đinh cấp. Rất nhiều học sinh một điều anh tiền, hai điều anh Long gọi hắn. Ngồi bên cạnh hắn là đồng bọn lương tiêu, cha mẹ đều là quan viên cấp bậc không thấp, ở phòng nhân sự tỉnh, rất có thực quyền. Còn tên cầm đầu, tên là Triệu Thượng Ngôn, trừ đi những cái học sinh bình thường, chỉ cần học sinh thuộc hàng con ông cháu cha trong trường, ít nhất đều biết tới hắn. Trong lầu đốc tư, nhóm ba tên này sức ảnh hưởng thuộc top 10. Lầu đốc tư là tên khu phòng học của Tô Sáng, nằm cùng một con đường thẳng tới khu nhà hành chính, nơi đặt lớp số 1 đến số 7 năm thứ hai Còn lầu Minh Chí là khu phòng học của đường Vũ, lớp số 8 tới lớp số 14, còn gọi là khu ngoài. Những cái nhân vật phong dân trong trường không có cấp bậc thật sự không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, người người truyền miệng, đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái cũng không có phân ra 15 cấp như cấp bậc hành chính quốc gia, cũng không phải là lấy trí tuệ hay là võ lực để xếp hạng, có người đoạt giải cuộc thi nghệ thuật, thể thao, nổi bật hoạt động trong trường, thư pháp vân vân. Tiêu chuẩn xếp hạng rất là mơ hồ, rất trừu tượng, nhưng có thể khẳng định chắc chắn bằng xếp hạng này tồn tại. Giống như là Đường Vũ và Tôn Mạng đều là nhân vật thuộc top 10. Còn như Tù Sáng gần đây liên tục xuất hiện trong cái đề tài bàn luận cùng thuộc hạng nhân vật phong dân rồi, xong còn lâu mới vào được top 10. Tiền Long là vận động viên cấp hai quốc gia, điền kinh, nhảy cao, nhảy xa trong top 3 của trường, khá có tiếng tầm ở các hội thao tỉnh trong trường mấy lần tham gia đánh nhau còn bị cảnh cáo trọng điểm trước toàn trường. Là một kẻ dữ dằn, thường không có được học sinh nào dám triều vào hắn. Lương Tiêu là đội trưởng câu lạc bộ cờ dây của trường, là quan môn đệ tử của cố thượng hạo đại sư cờ dây. Kỳ thủ lục đoạn, đoạt cúp thiên nguyên, vua người mới, là ngựa ô trong giới cờ dây tỉnh, ngôi sao mới tỉnh Tây Xuyên cho nên dù thành tích tiếng Anh, ngữ văn của hắn cực tệ hại, chủ nhiệm lớp cũng cứ nhăn nhượng. Triệu thường ngôn không có sở trường gì, miễn cưỡng nói thì cũng là một tài viết tốt. Cái khác thường thường, tính cách không thuần, ông nội là hiệu trưởng trước của trường đại học Dung Thành. Học sinh có khắp trong ngoài tỉnh, ảnh hưởng trong nhà rất rộng. Nghe đồn năm thứ nhất, triệu thường ngôn có xung đột với học sinh trường ngoài ở quán bar gọi không có người tới chặn quán bà đó đòi hành hung cuối cùng tất cả đã bị tống vào đồn cảnh sát có điều hắn bình an được thả ra trường học cũng không có nhận được phê bình chuyện này ai cũng bấm bụng bỏ qua học sinh như vậy chưa ngầu thì thế nào mới có thể gọi là ngầu quan trọng nhất ba người này cực thân thiết với lý thanh dương thế nên khi mà ba người này xuất hiện học sinh xung quanh bàn của bọn họ đều có vẻ mặt khác thường một số kẻ ngứa mắt vì tu Sáng thân thiết với Tôn Mạng, Đường Vũ, thì cái lòng khắp khởi hy vọng ba người kia bị Lý thành Dương số 7 cho Tô Sáng một bài học, không biết tới lúc đó sẽ có tình nóng gì đây. Học sinh chuyển trường bị cái nhóm triệu thừa ngôn làm cho mắc bệnh trầm cảm, rời trường thôi học. Đương nhiên cũng có không ít người thiện chí nhắc nhở Tô Sáng. Lý thành Dương nhìn quanh, đặc biệt là Tôn Mạng, mặt lúc trắng lúc đỏ thì khoái trả lắm ngay cả làm hoàng đóng cũng đã bị triệu thượng ngôn bày kế đuổi khỏi trường rồi nghe nói lập công ty tí xíu gì đó ở ngoài trường rất thê thảm bạn gái cũ cũng đã tới xem có điều người ta ngồi trong bê đức chỉ lặng lẽ nhìn hồi lâu rồi mới buồn bã phóng đi vụ chơi làm hoàng đóng có hơi chệt khỏi kế hoạch trước đó của bọn chúng xong kế hoạch lại còn tốt hơn cả dự kiến thể hiện được năng lực của triệu thượng ngôn giờ đến cái tên châu tinh trì không biết trời cao đất dày kia rồi tôn mạng lo lắng nhìn tô sáng nói đám nam sinh xung quanh không có ai đủ năng lực chọc vào ba kẻ kia mà cũng chẳng có ai sẽ đứng về phía tô sáng tôn mạng thì khác một nữ sinh nổi tiếng trong trường đương nhiên địa vị không thấp nói một câu dung tục là vĩnh viễn đừng có chọc vào một cô gái vì anh sẽ không biết sau lưng cô gái đó có bao nhiêu nam nhân sẽ ra mặt, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp. Đường Vũ nhìn về phía ba người triệu thường ngôn, hai đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, có điều cô không có nói gì. Đừng lo, bây giờ đang ở trong trường, bọn chúng làm gì được chứ? Tô Sáng cười nhẹ với Tô Mạng, không có thèm để ý cái tên tiểu nhân đắc chí Lý Thanh Dương, đứng dậy đi về phía ba người của triệu thường ngôn. Đường Vũ, sao bạn không cản cậu ấy? Tôn Mạng cắn môi cho rằng Tô Sáng chưa có hiểu ba người kia thuộc cái loại gì. Không sao, Tô Sáng biết phải làm gì. Nếu ai biết chuyện của Tô Sáng đã làm ở Hạ Hải thì Đường Vũ cho rằng không cần quá lo chùi. Tô Sáng thường ngày rất hiền lành, mọi người có thể đùa bỡn trêu chọc y thoải mái. Nhưng nếu vì thế mà nghĩ y dễ bắt nạt thì đã nhầm lớn rồi. Các bạn Vừa nghe xong tập 43 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.